À, xin chào các anh chị à, ngày hôm nay à, sơn làm video này để à, hướng dẫn các anh chị cách xem video review nhà bán một cách à, hiệu quả nhất đơn giản nhất và nhanh gọn nhất sẽ giúp các anh chị à, tiết kiệm được thời gian nhiều nhất thì à, như các anh chị đã biết đó thì à, trên kênh youtube nhà đất đông nam bộ à, có rất nhiều video review nhà bán đây các anh chị à, thì à, thì các video này thì nó nằm à, rất nhiều khu vực tức là nhiều khu vực quận huyện đó và với nhiều mức giá khác nhau thì cái điều này nó cũng sẽ rất tốt cho những anh chị nào mà muốn tham khảo nhiều nhà để có thể mua. Thì tuy nhiên là vì nó là nhiều khu vực cũng như là nhiều mức giá nên sẽ khiến anh chị sẽ mất thời gian khi tham khảo video. Thì ngày hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn các anh chị mình xem video nhanh nhất hiệu quả nhất nha thì anh chị vào đây vào truy cập cho sơn vào cái website này là nhà đất đông nam bộ com nhà đất đông nam bộ com nha đó đây đây thì bên này sơn đã chia khu vực hết rồi là các nhìn thấy này đầu tiên là khu vực nhà quận 8 này nhà bình tân này đó rồi nhà quận 5 này nhà quận 6 này nhà quận 10 nhà quận 3 này à như vậy thì khi anh chị vào đây thì anh chị sẽ xem được khu vực mà mình mong muốn đó rất nhiều ha đó quận 7, quận 1, này bình chánh này à, bình thành phú nhuận tân phú đó, vân vân nha thì ở đây sơn ví dụ cái đầu tiên này, là quận 8 này anh chị quan tâm nhà quận 8 ha thì anh chị bấm vào cái phần này cho sơn phần này này đó bấm vào xem chi tiết này thì khi anh chị bấm vào đây thì nó sẽ nhảy ra một bài viết đó là dân sách dân sách video nhà bán quận 8 mới nhất trên kênh YouTube nhà đất Đông Nam Bộ. À, thì cái bài viết này á là nó sẽ dạy đường link đến nhà quận 8. Rồi. Thì dưới này thì nếu anh chị bấm vào đây á thì nó sẽ nhảy ra một cái danh sách phát trên YouTube. Xin bấm thử nha, hoặc là bấm dưới này này. Xem chi tiết nha. Cái đó là tùy vào anh chị. Thì bấm cái này đi. Bấm cái này thì nó đưa anh chị đến kênh YouTube của Sơn, nhưng chỉ có nhà quận 8 thôi. Đây là danh sách nhà quận 8 mới nhất này. Thì trong cái danh sách này nó có tổng cộng hiện tại là 364 video Và 364 video này nó chỉ bán nhà quần 8 thôi Nó chỉ một khu vực nhà quần 8 thôi Đó anh chị thấy nha Đó thì tuy nhiên ở đây nó nhiều video với lại có nhiều mức giá nữa à, Các anh chị thấy này có 1 tỷ mấy cũng có này Rồi, 2 tỷ mấy 3 tỷ mấy cũng có ha Thì Điều này thì anh chị tham khảo nhiều cũng tốt Nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn chút Thì để tránh điều này thì ở trong cái bài viết này này các anh chị, anh chị kéo xuống. Anh chị kéo xuống một chút dưới phía dưới này. Đây, đây đây đây. Ngay đây này các anh chị. À đây ha. Thì dưới này thì Sơn có danh sách video nhà quần 8 dưới 1 tỷ này, à, dưới 2 tỷ, dưới 3 tỷ, dưới 4 tỷ, dưới 5 tỷ. Thì bên cạnh đây Sơn có chú thích luôn này. Ví dụ dưới 4 tỷ là nhà có từ 3 tỷ mấy đến 4 tỷ này. À, dưới 5 tỷ thì là nhà 4 tỷ mấy đến 5 tỷ. À như vậy thì nếu anh chị đang quan tâm nhà quận 8 và có mức tài chính ví dụ khoảng 3 tỷ mấy 4 tỷ đi thì anh chị bấm vào đây cho Sơn đó thì như vậy ví dụ đây ha bấm vào đây này ví dụ anh chị đang tìm nhà quần 8 mà tầm 3 tỷ mấy 4 tỷ này thì anh chị bấm vào đây thì lúc này nó sẽ ngại về YouTube kênh YouTube của Sơn và cái YouTube này là gồm danh sách những nhà quần 8 mà nhà dưới 4 tỷ thôi tức là nhà tầm 3 tỷ mấy đến 4 tỷ thôi à như vậy thì những anh chị mà đang tìm nhà quần 8 và có mức tài chính tầm 3 tỷ mấy đến 4 tỷ Thì anh chị chỉ xem cái danh sách này thôi Danh sách này nó vừa đúng cái yêu cầu của anh chị luôn Và anh chị sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều Và anh chị đã tập trung đúng cái mục tiêu của mình Không đi lan man Không xem những cái nhà mà không cần xem Đúng không nào Mình đang tìm nhà 3 tỷ mấy 4 tỷ Mà giờ đi xem nhà khoảng tỷ mấy 2 tỷ Thì nó mất thời gian Hoặc là xem nhà 6-7 tỷ Thì nó cũng quá với khả năng của mình Thì nó cũng sẽ mất thời gian Đấy như vậy thì nếu anh chị tìm nhà tầm quận 8 mà tầm 3 tỷ mấy 4 tỷ thì bấm vào cái nhân sách này. Thì anh chị thấy này, đó nhà đây là 3 tỷ 960 này, rồi 3 tỷ 980 này. Đó nó cũng tầm tầm 3 tỷ mấy 4 tỷ ha. Đấy, 3 tỷ 690 này. 3 tỷ rưỡi này, đó, 3 tỷ 330 này, đấy. Đó ha. Rồi thì trên mấy cái này là có giá để anh chị xem ha. Và và giúp anh chị tiết kiệm thời gian nữa thì đối với những nhà đã bán à, sơn sẽ ghi thêm cái chữ đã bán phía trước này anh nhìn thấy này cái ví dụ căn này nó đã bán rồi này thì sơn đã ghi chữ đã bán phía trước này đó mà thường những nhà đã bán thì sơn sẽ dồn về dưới cùng đó dồn về dưới để các anh chị à, à, khỏi cần kéo như thế này Đấy, còn sơn sẽ ưu tiên những nhà chưa bán ở trên đầu và những nhà mới nhất sẽ là nằm đầu video nhé còn những nhà sau thì nó nằm dưới và thường những nhà mà đã bán thì Sơn sẽ ghi chú vào đã bán và đưa xuống phía dưới. Đó, ok không ạ? À? Tương tự với những mức tài chính khác, ví dụ anh chị có tài chính nhiều hơn. Ví dụ 6 7 tỷ thì anh chị bấm vào cái danh sách này. À, dưới 7 tỷ ha. Anh chị muốn mua nhà mặt tiền thì bấm cái cái cái, cái quý này này. Đấy. Như vậy thì như vậy thì anh chị chỉ việc vào website của Sơn, đấy là website này này, nhà đất đông nam bộ.com. Rồi anh chị xem phía bên tay trái này này, bên tay phải chứ. Bên tay phải này có những danh sách theo khu vực. Đó. Thì trong mỗi khu vực, trong mỗi khu vực sẽ có danh sách của từng mức tài chính khác nhau sẽ giúp các anh chị dễ dàng tham khảo và sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Rồi đây là những thông tin về xem trên máy tính nha. Còn đối với trên điện thoại thì sao? Trên điện thoại thì anh chị ví dụ đi, anh chị dùng Android đi ha. Android thì mình vào đây nè đó thì mình vào thuyên mục là Chrome nhá còn những anh chị nào đang đang xem trên trên iOS á, thì mình vào trình duyệt là Safari à, ví dụ Chrome này bấm vào Chrome này trong cái mục là tìm kiếm hoặc là nhập địa chỉ web này cái phần này các anh chị anh chị bấm vô ha thì lúc này anh chị nhập vào đó, anh chị nhập vào cái địa chỉ là nhà đất đông nam bộ com này đấy không ạ đó, nhà đất đông nam bộ.com này. Thì lúc này nó cũng sẽ ra trang web của Sơn nhưng mà trên uh, phiên bản là di động. Thì anh chị cũng kéo xuống phía dưới nha. À, đầu tiên là những nhà những bài viết mới nhất này, anh chị cũng có thể tham khảo thêm. Thì tuy nhiên anh Sơn sẽ hướng dẫn anh chị là chúng ta xem uh, kéo xuống phía dưới này khoảng tầm uh, 9 đến 10 bài gì đó. Kéo xuống phía dưới này. Đây, bắt đầu xuống phía dưới thì nó sẽ nhảy ra cái uh, cái dân sách này này à, theo khu vực này thì nó cũng tương tự như bên à, laptop thôi laptop thì nó nằm sẵn bên đây để anh chị à, đơn giản này còn tên thiết bị di động thì nó nằm dưới dưới một chút ha quận 8 này bình tân quận 5 quận 6 ha đấy thì bây giờ Sơn sẽ ví dụ cho các anh chị ví dụ bình tân đây à, lúc này quận 8 rồi bây giờ bình tân này bấm vô này đấy. bấm vô thì nó sẽ ra một bài viết là danh sách video nhà bán quận bình tân mới nhất trên kênh youtube nhà đất đông nam bộ thì anh chị kéo xuống này đó đây ha thì à, nếu anh chị bấm vào đây đấm bấm vào đây thì nó sẽ toàn bộ cái video của nhà bán miền Tân nó sẽ xuất hiện nha đây là danh sách toàn bộ video nhà bán miền Tân thì tuy nhiên trong danh sách này thì nó sẽ có nhiều mức giá à, nó không nó sẽ khiến anh chị sẽ mất thời gian nhiều hơn như vậy thì anh chị kéo xuống cái dưới chút nè đó đây 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 xuống bên dưới thì Sơn lại có danh sách video theo mức tài chính này, ví dụ dưới 1 tỷ mới nhất, dưới 2 tỷ, dưới 3 tỷ, dưới 4 tỷ này. Đấy. Thì như vậy á, à, anh chị à, tùy thuộc vào cái nhu cầu à, cái mức tài chính của mình mà anh chị sẽ bấm vào cái link cho nó phù hợp. À, ví dụ lúc này là 4 tỷ, không bây giờ 3 tỷ đi. Ví dụ anh chị à, muốn quan tâm nhà Bình Tân có mức giá tầm 2 tỷ mấy 3 tỷ thì anh chị bấm vào đây này. Cái mức dưới 3 tỷ này, đây không ạ? À? Đây ạ. À. Bấm vô này thì lúc này nó cũng sẽ nhảy về YouTube và nó sẽ là danh sách nhà biển tân dưới 3 tỷ đấy thì đây là gồm những gồm những nhà bán ở quận biển tân có mức giá 2 tỷ bảy ba tỷ này đấy sơn cũng đưa cái cái giá lên đầu này để các anh chị chúng ta tham khảo đúng không ha đó hai tỷ chín năm mươi này hai tỷ ba này hai tỷ sáu này đó và những nhà nào đã bán thì sơn sẽ có ghi chú là đã bán này đó anh chị có thể không cần xem để tránh mất thời gian anh chị chỉ xem những nhà nào mà chưa có chữ đã bán thôi đấy đó kéo xuống ha đấy thì như vậy anh chị sẽ dễ dàng tìm đúng nhà khu vực mình cần và đúng cái mức tài chính mình đang có như vậy sẽ tránh, tránh cho các anh chị mất thời gian nhiều cũng như là sẽ gây tăng thêm cái hiệu quả để các anh chị tìm kiếm nhà bán nha đấy anh chị chỉ cần nhớ cái địa chỉ này nè ví dụ trên website trên laptop đó là anh chị chỉ cần bấm vào nhà đất đông nam bộ com đấy ha còn nếu anh chị mà mà cũng ở trên di động thì anh chị cũng vào website nhà đất đông nam bộ com là anh chị sẽ thấy được cái khu vực mình cần và trong mỗi khu vực trong mỗi khu vực nó sẽ có cái danh sách phù hợp với tài chính của mình đó ví dụ di động này đấy ha rồi ok thì cái video này sơn hướng dẫn cũng khá chi tiết cho các anh chị rồi Hi hy vọng là anh chị sẽ dễ dàng tìm được căn nhà ưng ý trên website nhà đất Đông Nam Bộ, cũng như là trên kênh YouTube nhà đất Đông Nam Bộ. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. À, anh chị hãy bấm like và bấm chia sẻ video cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình cùng xem nhé. Và anh chị nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ sơn nhé. À, anh chị vào uh, kênh YouTube và thường nút đăng ký nằm bên đây này. À, anh chị bấm đăng ký giúp sơn nhé. Rồi cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo